Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 13 tháng 1 cho biết Mỹ đã gửi thông điệp riêng đến Iran về các cuộc tấn công do lực lượng Houthi thực hiện trên Biển Đỏ. Tổng thống Biden nói với các phóng viên tại Nhà Trắng rằng Mỹ đã gửi thông điệp riêng và tin rằng Mỹ đã chuẩn bị tốt. Trong đợt tấn công mới nhất được thực hiện bởi tàu khu trục USS Carney sử dụng tên lửa Tomahawk vào rạng sáng 13 tháng 1 theo giờ địa phương, Mỹ nhằm vào một địa điểm radar của Houthi ở Yemen. Những cuộc tấn công này được Washington triển khai để đáp trả điều họ mô tả là hành động gây hấn của Houthi trên Biển Đỏ, nơi tàu thương mại có liên kết với Israel bị nhóm này nhắm mục tiêu kể từ ngày 19 tháng 11 năm 2023, nhằm gia tăng sức ép buộc Israel ngừng các cuộc tấn công ở Gaza. Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen hôm 13 tháng 1 đe dọa phản ứng mạnh mẽ và hiệu quả của các cuộc tấn công của liên quân do Mỹ dẫn đầu, khiến căng thẳng gia tăng trên khắp Trung Đông. Nasreddin Amer, phó giám đốc cơ quan truyền thông của Houthi nhấn mạnh Mỹ hiện diện trái phép tại khu vực, do đó Houthi coi các cơ sở quân sự Mỹ ở đây đều là mục tiêu tập kích. Ông này đồng thời cảnh báo chiến hạm Mỹ trên Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandeb. Cùng ngày, một quan chức của Houthi cho biết lực lượng Mỹ và Anh đã triển khai máy bay không người lái để do thám thành phố cảng Hodeidah của Yemen trong nhiều giờ. Ông Ali Ahmed Kasta, phó tỉnh trưởng Hodeidah của Houthi, nói với hãng tin Tân Hoa Xã rằng nhóm của ông nhìn thấy máy bay không người lái do thám Hodeidah từ sáng sớm đến tối. Ông cũng bác thông tin liên quân do Mỹ dẫn đầu thực hiện một cuộc không kích mới vào các địa điểm của Houthi ở Hodeidah. Trước đó, truyền thông địa phương đưa tin một căn cứ hải quân gần cảng Hodeidah đã bị liên quân do Mỹ dẫn đầu tấn công. Người dân địa phương cho biết rằng họ nghe thấy những tiếng nổ lớn, tiếng còi xe cấp cứu và rằng Houthi đã triển khai lượng lớn chiến binh đến các khu vực lân cận Hodeidah sau vụ nổ.